Lê Long xin kính chào quý khán giả của đài SB10. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là các tin tức địa phương, sau đó là phần tin cộng đồng của SB10 Boston. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Tiểu bang Massachusetts đạt được 5.900 công việc trong tháng 11, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.7%. Tin từ thành phố Boston, kính thưa quý vị, theo ước tính sơ khởi của liên bang vừa thông báo vào hôm thứ Năm trong tuần cho biết, tiểu bang Massachusetts đạt được 5.900 công việc trong tháng 11 và tỷ lệ thất nghiệp của tiểu bang tăng nhẹ lên đến 4.7%. Mặc dù với tỷ lệ thất nghiệp tăng, nhưng vẫn nằm ở tỷ lệ thấp hơn so với tỷ lệ trên toàn quốc đang ở mức 5%. Báo cáo hôm thứ Năm cho thấy lực lượng lao động trong tiểu bang Massachusetts giảm 3.300 công việc trong tháng 11. Ít hơn 5.200 cư dân có công việc làm và 1.900 cư dân bị thất nghiệp trong tháng vừa qua. Tỷ lệ thất nghiệp là tỷ số bị ảnh hưởng bởi con số công việc làm và quy mô của lực lượng lao động, đồng nghĩa với những công nhân đang có việc làm hoặc đang tìm việc làm. Thông cáo này cũng cho biết con số ước tính trong tháng 10 đã được chỉnh sửa từ con số báo cáo ban đầu là 11.000 xuống còn lại 10.000 công việc. Cho đến hôm nay thì trong năm 2015, tiểu bang Massachusetts đã đạt được 67.700 công việc. Con số này đã vượt qua tổng số công việc đạt được trong năm 2014 và 2014 là năm tăng trưởng công việc mạnh nhất kể từ năm 2000. Tư duy tích cực về toán học có thể tăng khả năng làm toán. Kính thưa quý vị, một loạt nghiên cứu mới vừa từ Đại học Stanford cho thấy rằng cách nhìn tích cực về toán học có thể tăng khả năng giải toán của học sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng những em được đánh giá cao về mức tích cực của cách nhìn về toán học thường có nhiều hoạt động trong bộ não hơn, đặc biệt là trong những khu vực liên quan đến bộ nhớ về toán. Nhà tâm lý học Carol Dweck giải thích rằng khi học sinh có cách nhìn tích cực về toán học, trong trường hợp các em phải giải một bài toán, bộ não của các em đã sẵn sàng tập trung để giải. Trái lại, những em có tính cách nhìn về tiêu cực về toán, không tập trung vào phương pháp giải mà lại lo là sẽ không giải được hoặc sợ bị đánh giá là không thông minh. Trước đây, các nhà nghiên cứu thường tin rằng động lực và sự thông minh hoàn toàn riêng biệt. Tuy nhiên, những kết quả nghiên cứu mới này khiến họ nghĩ rằng tư duy và trí thông minh có sự liên quan chặt chẽ và tư duy tích cực hoặc là growth mindset có thể thay đổi theo tuổi và lớp học. Tiểu bang New Hampshire chọn ngày 9 tháng 2 cho cuộc bỏ phiếu sơ bộ. Tin từ thành phố Concord, New Hampshire, kính thưa quý vị, thứ Năm ngày 17 tháng 12 vừa qua, Tổng thư ký của tiểu bang New Hampshire, ông Bill Garner đã công bố cho biết cuộc bỏ phiếu bầu cử sơ bộ cho cuộc chạy đua vào tòa bạch ốc năm 2016 sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 2 năm 2016. New Hampshire sẽ là tiểu bang bỏ phiếu sơ bộ đầu tiên khi các tiểu bang khác đã không có ý kiến phản đối về quyết định này. Một vài tiểu bang khác cũng đã và đang có ý định dời ngày bầu cử sơ bộ sớm hơn nhằm lấy những sự chú ý đặc biệt từ tiểu bang New Hampshire. Luật của tiểu bang New Hampshire hiện nay là đòi hỏi chính quyền tiểu bang được tổ chức cuộc bỏ phiếu sơ bộ ít nhất là 7 ngày trước bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào hay tương tự khác. Tổng thư ký ông Bill Garner đã đi đến quyết định này theo kết quả của các cuộc bỏ phiếu thăm dò cho thấy phía đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton đang dẫn đầu với đại đa số so với ông Bernie Sanders. Phía đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump vẫn đang dẫn đầu và kế đến là hai ứng cử viên Ted Cruz và Marco Rubio. Theo sau ba người dẫn đầu là ứng cử viên Chris Christie, Jeb Bush và Ben Carson. Người bạn thân của thủ phạm tấn công trong cuộc khủng bố ngày chạy đua Boston Marathon hối hận những gì đã xảy ra. Tin từ thành phố Boston, kính thưa quý vị, thứ Ba ngày 22 tháng 12 vừa qua, Stephen Silver đã được trả tự do sau khi thẩm phán liên bang Mark L. Wolf đã ra lệnh trả tự do. Stephen Silver đã bị tạm giam trong 17 tháng vừa qua trong khi cảnh sát điều tra về vũ khí mà Zakhar Zanaya đã dùng để bắn chết cảnh sát của trường đại học MIT Sean Collier khi hai anh em Zanaya đang trên đường tẩu thoát vào ngày 18 tháng 4 năm 2013. Trước báo chí, Stephen Silver đã cho biết mặc dù anh đã được trả tự do, nhưng sẽ phải sống như một tù nhân vì tội lỗi của mình khi đã cho Zakhar Zanaya mượn khẩu súng lục Ruger P-95. Theo lời khai và kết quả điều tra, thì Zanaya đã hỏi Silver để mượn khẩu súng nhằm giải quyết vấn đề buôn bán ma túy, chứ không biết gì đến vụ khủng bố. Silver cũng đã chia buồn đến cùng gia đình cảnh sát Sean Collier và thất vọng với những gì mà bạn của anh đã làm. Dù tội danh liên quan đến vụ khủng bố đã tránh khỏi, nhưng Silver sẽ phải đối mặt với một bản án khác
với 4 năm tù giam và có thể lên đến 11 triệu tiền phạt vì buôn bán ma túy và sở hữu các khẩu súng bất hợp pháp. Phía gia đình của cảnh sát viên Sean Collier đã không đến tham dự phiên tòa và cũng không đưa ý kiến gì về phiên tòa xét xử. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình và chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của đài. Hai Nguyên, đây, em chị. Đi đâu mà kiếm cái thùng bự vậy? Đây gửi tiền Việt Nam nè. Ủa đây có dịch vụ đó anh em? Chà chị biết không, anh còn nhận tiền từ gửi từ Việt Nam sang đây nữa. Bằng hệ thống MoneyGram rất là an toàn và nhanh chóng, trong vòng 24 tiếng là nhận được rồi. Ủa còn chị đi đâu vậy? Chị đi trả bill nước, gas điện thoại cho mẹ chị. Ủa đây cũng làm dịch vụ đó nữa hả? Dạ, đây là dịch vụ mới đó em. Luôn cả money order em có thể mua ở đây được luôn. Vậy thôi em đi gửi đồ nghe chị đi. Chà tiêu. Maxim Pharmacy là nhà thuốc tây lớn nhất trong vùng New England do người Việt Nam làm chủ. Chúng tôi chuyên bán đầy đủ các loại thuốc tây y, dược thảo và dụng cụ y khoa, nhận đầy đủ các loại bảo hiểm. Tại đây quý vị có thể tìm được các loại dầu dán, dầu gió, có đầy đủ các loại vé số, băng hình, đĩa nhạc. Dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam giao tận nhà trong vòng 24 tiếng với lệ phí thấp nhất. Dịch vụ trả tiền bill cho điện, nước, gas, v.v. Bán money order và chuyển tiền từ Việt Nam qua Mỹ qua hệ thống MoneyGram. Maxim Pharmacy là nhà thuốc tây cho mọi gia đình, hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin gọi 617-282-9800 cho mọi thắc mắc. Ủa chị Phương Chi? Ủa Trúc Như, em đi đâu vậy? Chạy bộ hả? Dạ em chạy bộ. Trời nhà chị á hả? Dạ đây nè. Trời đẹp quá chị. Chị làm nghề gì mà giờ có nhà đẹp và xe đẹp nữa vậy? Ồ bây giờ chị đang làm nghề tóc với facial với nail em. Ủa lúc trước em nhớ chị học medical mà. Ừ thì chị ra trường thì giờ mình ngày nào có tiền thì mình làm. Vậy chị ra trường trường nào vậy? Chị học trường ở Jupiter Beauty Academy em. Nhưng mà khi mà em ra trường đó, nếu mà em có khả năng thì người ta đào tạo cho mình mở cái tiệm nail. Thì bây giờ chị là chủ một tiệm nail. Và bên cạnh đó thì có nail mặt supply luôn em, thì rất là thuận tiện em. Thôi vậy mốt cái gì em xin chị số điện thoại nha. Có gì em cục xuống đó em học. Được, được. Thôi chị đi đi. Ok, bữa nào chị em mình gặp lại. Dạ, bye, bye chị. Hãy đến với Nailmart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Nailmart 617-288-8999. Nailmart 617-288-8999. Jupiter là trường đào tạo ngành tóc và facial đúng tầm cỡ do người Việt đầu tư. Bảo đảm sẽ giúp học viên vững vàng trong việc hành nghề đúng theo tiêu chuẩn pháp định. Với thành phần giáo viên Việt Mỹ tận tâm, giàu kinh nghiệm, đã có nhiều học viên tốt nghiệp và đang hành nghề nail tóc và facial. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trí Võ 617-590-7959. Đặc biệt trường sẽ miễn lệ phí cho những ai đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của chính phủ, muốn theo học ngành nghề tóc, facial và nail. Jupiter Beauty Academy 617-590-7959, tọa lạc tại Dorchester, khu phố Việt Nam. Siêu thị Phú Cường là siêu thị lớn nhất tọa lạc tại 1188 trên đường Rochester trong khu vực Rochester do người Việt Nam làm chủ, mở cửa từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối. Chuyên cung cấp tất cả các mặt hàng bán sỉ và lẻ rất tươi như cá sống, tôm hùm, cua sống. Còn có các loại thịt như thịt bò tươi, heo, gà, vịt, các loại rau tươi, trái cây về mỗi ngày. Có rất nhiều loại gia vị, đồ khô, đồ hộp, nước mắm, tương, chao, gạo, v.v. hợp khẩu vị với người Á Đông. Đặc biệt có bán những loại thuốc dược thảo đang được dùng rất phổ biến, phẩm chất thượng hạng, giá cả phải chăng. Tất cả các nhân viên tại đây rất niềm nở và ân cần để phục vụ quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc tại số điện thoại 617-822-8074. Chủ nhân kính mời. Senior Whole Health, chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lớn trên 65 tuổi có Mass Health. Chúng tôi có xe đưa đón miễn phí khi đi bác sĩ và bệnh viện phục vụ đầy đủ miễn phí cho trám răng và trồng răng giả, khám mắt định kỳ và làm kính. Đặc biệt chương trình phục vụ tại nhà có bác sĩ và y tá đến chăm sóc, khám bệnh. Chúng tôi có nhân viên chăm lo cơm nước, giặt ủi, dọn dẹp nhà cửa miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Trinh số điện thoại 508-769-6968. Anh à, hôm nay cuối tuần mình đi đâu chơi được không? Anh có ý kiến này hay lắm, hay là mình đi lên một hay trình sân đi, có đủ thứ món ăn cho em ăn, có show ca nhạc coi luôn. Em muốn đi coi show ca nhạc. Ok, hay là mình ra bắt bus đi đi, nó cũng có bus nữa. Ok, let's do it. Ok, để đi bay bus đi. Ok. Tiện lợi, thoải mái, tuyến đường xa bus đi đến Mohegan Sun sẽ mang lại cho quý vị nhiều niềm vui, hứa hẹn, tràn đầy may mắn. Chỉ trả chi phí 13 Mỹ Kim, quý vị sẽ nhận được một package 20 Mỹ Kim cho tiền ăn và 40 Mỹ Kim giải trí. Xa bus của chúng tôi sẽ đưa đón quý khách tại các địa điểm vùng Rochester, ngay Fields Corner, vùng Boston, vùng Quincy, vùng Lowe và vùng Worcester. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc, số điện thoại 617-657-9728. Thank you.
Thông báo chào cờ đầu năm 2016, nhân dịp đầu năm dương lịch 2016, Liên hội và đoàn thể thuộc cộng đồng Việt Nam tại tiểu bang Massachusetts sẽ tổ chức lễ chào cờ. Thời gian vào lúc 11:30 thứ Sáu ngày 1 tháng 1 năm 2016 tại nhà thờ giáo xứ St. Gregory, 2216 đường Dorchester Ave, Dorchester 02124. Với sự tham gia tổ chức của 20 hội đoàn sau đây: Hội cựu sinh viên sĩ quan Thủ Đức, Hội cựu sinh viên sĩ quan Võ Bị Đà Lạt, Hội Hải quân New England, Hội cựu cảnh sát quốc gia, Hội không quân Việt Nam Cộng Hòa, Hội phụ nữ cờ vàng, Hội cựu sinh viên sĩ quan chiến tranh chính trị, Liên minh Dân Chủ, Đảng Việt Tân, Đoàn Thanh niên Thăng Long, Khối tinh thần Ngô Đình Diệm, Trường huấn luyện võ thuật Bình Định Boston, Hội cựu quân cán chính Lâu, Hội cựu tù nhân chính trị Ái tử Bình Điền, Hội đồng hương Huế, Hội đồng hương Quảng Trị, Hội thương gia, Hội thương mại, Hội thẩm mỹ, Nhóm thiện nguyện y tế cộng đồng Rochester. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự lễ chào cờ đầu năm vào đúng ngày 1 tháng 1 năm 2016. Có chương trình chúc Tết, múa lân, biểu diễn võ thuật, xổ số đầu năm, ẩm thực nhẹ, vào cửa tự do và chúng tôi sẽ khai mạc đúng giờ. Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình của SB10 Boston. Sau đây là phần cúng tổ của trường huấn luyện võ thuật Bình Định tại thành phố Boston. Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài SB10. Kính thưa quý vị, khi nói tới một môn võ thuật có đầy sắc tộc Việt Nam, chúng ta nghĩ ngay đến là môn võ thuật cổ truyền Bình Định. Và hơn một thập niên qua, tại thành phố Boston, võ sư Tấn Nhật Bích đã truyền tải và phổ biến một môn võ thuật này. Và hôm nay tại hội trường Rochester House, ngày lễ cúng tổ của môn võ thuật cổ truyền Bình Định đã được xảy ra và Trường Giang có ghi nhận một số hình ảnh sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Buổi lễ cúng tổ võ cổ truyền Việt Nam dòng võ Tây Sơn Bình Định hàng năm được tổ chức long trọng tại hội trường Rochester House thuộc thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Bắt đầu cho chương trình buổi lễ là phần chào cờ Việt Mỹ, sau phần chào cờ Việt Mỹ là phần dân hương cúng tổ do thành viên của hội Diên Hồng hỗ trợ võ sư Tấn Nhật Bích trong công việc tế tổ tưởng nhớ các tiền nhân đã sáng lập ra dòng võ Tây Sơn Bình Định. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của đông đảo quan khách đến từ các hội tròn đoàn thể trong cộng đồng người Việt tại tiểu bang Massachusetts, đặc biệt là có sự hiện diện của ông Tân Chủ tịch cộng đồng, ông Thân Vĩnh Bảo Toàn và ông William Christopher, Tổng ủy viên của Sở Thanh tra thành phố Boston. Võ sư Tấn Nhật Bích, một võ sư được cộng đồng Việt Nam kính trọng trong nhiều năm qua, không những qua việc bảo tồn môn võ thuật cổ truyền Việt Nam đã có hàng trăm năm nay, mà ông còn rất tâm đắc trong việc duy trì và truyền bá văn hóa Việt Nam qua môn võ thuật cổ truyền. Ông cho biết mục đích của buổi lễ hôm nay như sau. Đây là ngày cúng tổ. Đây là cúng tổ thường niên. Cái này là uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam mình. Thứ hai, muốn làm cho các em biết cái phong tục, nền văn hóa của Việt Nam. Thứ ba là để nhớ lại những cái hình ảnh lịch sử của vua Quang Trung đại phá giặc Tàu xâm lược. Võ sư Tấn Nhật Bích cho biết, ông rất vui khi có khá nhiều phụ huynh đưa con em mình đến học môn võ cổ truyền Bình Định. Một trong các yếu tố cần thiết khi đến tham gia môn võ học từ ông là các em môn sinh phải đạt được thành tích giỏi trong việc học hành. Cũng rất là vui mừng khi được là phụ huynh là tin tưởng gửi con em đến với mình. Quý đài, báo chí, quý hội đoàn và quý đồng hương là luôn luôn ủng hộ và giới thiệu cái trường huấn luyện võ thuật Bình Định của chúng tôi. Từ chỗ đó là cái động cơ thúc đẩy để cho mình càng làm thêm càng tốt. Tôi cũng hiểu vì sao mà phụ huynh lại thích cho con học môn võ này nữa. Cái thứ nhất á, trong tâm tư của mình là mình muốn dạy cho các em là không những là dạy võ mà còn dạy cho cái truyền thống văn hóa của Việt Nam. Các em rất là chọn chỗ này là các em học giỏi là chúng tôi mới lấy.
còn học mà hơi yếu yếu thì nói về đi học thêm rồi đó. Cho nên phụ huynh là rất thích thú, mà toàn bộ học sinh ở đây do học sinh giỏi không à, cho tôi biết report khác hoặc học giỏi đến mức nào thì nó học giỏi là miệng hết. Trong buổi cúng tổ hôm nay, chúng tôi nhận thấy một cử chỉ đẹp đến từ các phụ huynh của các môn sinh trong võ đường cổ truyền Bình Định. Để tri ân sự tận tâm luyện tập võ thuật cho các con em của mình, các phụ huynh võ sinh đã dành phần ngạc nhiên cho võ sư Tấn Nhật Bích, một bức tranh sơn dầu có nền chữ Tấn với chân dung của võ sư Tấn Nhật Bích đang trong tư thế bái tổ, đã làm cho võ sư Bích khá xúc động khi nhận được một bức tranh đầy ý nghĩa này. Xin cảm ơn quý vị. Em là Bích Quân. Võ sinh Tấn Nhật Trí theo học môn võ cổ truyền Bình Định hơn 10 năm nay cho biết. Em đã học học võ thuật cổ truyền hơn 10 năm, và trong khoảng 10 năm nữa là thầy và cả lớp và anh em ở đây đã đào tạo em thành một người có tinh, có tỉnh và có nghĩa. Ý nghĩa ngay cùng tôi hôm nay là để cho mấy các em môn sinh tới đây để nhớ về mấy người truyền nhân đã bỏ sinh của đời của họ để đào tạo cái truyền thống của Việt Nam của chúng ta. Chúng tôi cũng có tiếp xúc với một số phụ huynh võ sinh của võ đường Bình Định để biết thêm lý do tại sao họ đưa con em mình vào học môn võ thuật cổ truyền mà không phải là các môn võ thuật khác. Trước hết thì chúng tôi muốn con của chúng tôi học võ để mà rèn luyện sức khỏe, cũng như học về cái lễ phép, cũng như những cái mà cái nền văn hóa của mình mà cho các em biết được, để mà cho các em có một cái sự tự hào và kiêu hãnh mà cha ông mình đã dành cho 4.000 năm để mà văn hiến lập nên. Thì chúng tôi cũng cảm ơn thầy võ sư Tấn Nhật Bích đã tận tâm, tận tụy và rèn luyện con của chúng tôi và dạy cho con chúng tôi những nét đẹp về văn hóa Lạc Việt mà không có chỗ nào có thể thấy được. Cho mấy đứa nó học cũng lâu, nói chung là đứa lớn mình bắt đầu từ 10 tuổi đã cho tham gia học võ cổ truyền Bình Định. Kế đó là sau đó thì vài năm sau thì mình tiếp tục cho đứa em gái nó đi tiếp tục học võ luôn. Cái vấn đề khác biệt là lúc trước khi học võ, cái đứa lớn, thằng con trai của mình nó hơi phớt pháp một tí. Và sau một thời gian tập võ thì nó lại, thứ nhất là mình nói là cơ thể nó không mập lại, không mập. Và cái thứ hai là cơ thể từ từ càng ngày nó càng săn chắc. Và đến bây giờ thì coi như là bảo đảm là coi như mình cũng nói là một phụ huynh mà bảo đảm là nó là không thể mập nữa. Mình đúng ra ở Boston này nó có nhiều cái trường phái võ thuật. Và ngoài cái võ thuật của võ cổ truyền Bình Định ra thì còn có những cái môn phái khác và những cái võ tây, thí dụ như Taekwondo hoặc là Karate Do gì vân vân. Nhưng đối với mình á thì cái môn võ mà theo mình mà từ hồi nhỏ đến giờ mình biết á là cái môn võ cổ truyền Bình Định nó gắn bó với lịch sử lâu đời của lịch sử dân tộc Việt Nam, mà cái lịch sử dân tộc Việt Nam là cái lịch sử đấu tranh. Nhất là đấu tranh về cái giặc phương Bắc. Do đó mà cái võ cổ truyền này đi theo cái lịch sử dân tộc trong cái vấn đề truyền thống đấu tranh đó. Và mình cũng muốn con mình nó giữ vững cái truyền thống đó, mặc dù đang sống ở đất nước này, ở đất nước Mỹ này là một cái quê hương thứ hai, nhưng mình vẫn mong muốn là giữ gìn cho con cháu mình có một chút gì đó của truyền thống Việt Nam, nhất là cái tinh thần dân tộc. Chia sẻ trong ngày cúng tổ hôm nay là võ sư Tấn Nhật Liên Thư, một trong các võ sư tại trường võ thuật cổ truyền Bình Định với nhiều năm kinh nghiệm dạy võ và tìm hiểu mỗi cách để huấn luyện môn sinh của mình sao cho phù hợp với khả năng và thể chất của từng em. Cô cho biết như sau. Hôm nay rất là thành công, xong việc cảm thấy rất là khỏe. Thì rất là tốn nhiều thời gian và tâm huyết và kiên nhẫn và lao tâm
và những học sinh vào học thì mỗi em là mỗi khác. Em thì chậm, em thì hơi nặng một chút, em thì yếu, em thì không có dàn nhiều, thì mình phải tìm ngàn cách để mà tiếp ứng đến những cái khác biệt như vậy. Thì những cái suy nghĩ như vậy rất là nhức đầu, và nhiều khi người ngoài nhìn vào thì nó không có công bằng, nhưng mà thật ra là mỗi em mỗi khác, cần mỗi cách để chỉ dạy. Thì lập võ rất là may mắn được nhiều sự ủng hộ của cộng đồng, nhiều những hội, và quan trọng nhất là những đài và báo như đài SBTN, báo Thăng Long ủng hộ để mà chiếu lên những cái giờ tập luyện và những cái tiết mục mà võ đường đã làm với cộng đồng. Thì đó là một cách tốt nhất để mà giúp đỡ nhiều người để biết đến lập võ hơn. Một phần trong buổi lễ cúng tổ hôm nay là lễ lên đai cho các môn sinh với nhiều đẳng cấp khác nhau, bao gồm đai đen, đai xanh, đai đỏ, đai vàng và đai trắng. Mà mỗi đai các môn sinh phải trải qua một thời gian huấn luyện nhất định. Từ đai đen đến đai xanh là 1 năm, đai xanh đến đai đỏ là 1.5 năm, đai đỏ đến đai vàng là 3 năm, và đai vàng lên đến đai trắng là 8 năm. Một môn sinh muốn thành công trong môn võ cổ truyền Bình Định phải trải qua 14 năm huấn luyện. Bé Già Nguyễn, một môn sinh vừa tham gia vào môn võ thuật cổ truyền Bình Định, chia sẻ như sau. Dạ, tại vì mà chỗ này em có thể tập võ, di chuyển rất là nhiều chỗ. Với lại em có thể mà để ốm lại. Trước tiên là con muốn làm phim. Với lại thứ hai là con muốn mà cho ba của con an toàn. Cảm thấy như thế nào sau khi 4 tháng học ở đây? Ốm bớt, với lại mà biết nhiều mà cách đánh hơn nữa. Thì con có thấy khỏe ra rồi, con có muốn kêu gọi bạn bè vô đây để học chung với con không? Dạ muốn. Sau những thông tin thương mại là kết thúc chương trình hàng tuần của đài SBTN Boston. Nếu quý vị muốn xem lại chương trình hôm nay cũng như các chương trình đã chiếu, xin vào trang nhà www.sbtnboston.com. Lê Long xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình của SBTN kỳ tới. Trung tâm nhãn khoa Flamingham Optical Comfort Vision và Quincy Shore Eye Care là nơi đáng tin cậy cho các dịch vụ về mắt, chuyên khám chẩn đoán và chữa trị những bệnh về mắt, kê toa mắt kính và contact lens, phối hợp theo dõi hậu phẫu như mổ đục thủy tinh, mổ LASIK, nhận tất cả các loại bảo hiểm y tế về mắt. Đến với trung tâm để có một đôi mắt khỏe, đẹp, tự tin trong cuộc sống.
trung tâm phục vụ với 3 chi nhánh tại Flamingham Optical số 44 Union Avenue, Flamingham, Massachusetts 01702. Comfort Vision số 221 Quincy Avenue, Unit B, Quincy, Massachusetts 02169. Quincy Shore Eye Care số 60 Quincy Shore Drive, Unit A, Quincy, Massachusetts 02171. Hệ thống chợ Mekong và hai chi nhánh chợ Vi Mạc. Chúng tôi là hệ thống chuyên bán sỉ và lẻ các mặt hàng thực phẩm Đông Nam Á. Chúng tôi có đầy đủ tất cả các loại mặt hàng đa dạng như Lào, Thái, Việt. Chợ có bán tất cả các loại hải sản tươi sống, tôm cua, các loại cá sống và các loại trái cây, hoa quả tươi được nhập mỗi ngày. Ngoài ra, chúng tôi còn có thêm các loại gạo thơm, gạo nếp và đầy đủ các mặt hàng gia đình với giá cả phải chăng. Đến với hệ thống chợ Mekong và Vi Mạc để có một bữa ăn ngon cho gia đình. Mọi chi tiết xin liên lạc chợ Mekong qua số 747 Main Street, thành phố Worcester, 508-304-1437, chợ Vi Mạc 1-176 Narragansett, Rhode Island, 401-490-0612, chợ Vi Mạc 2-123 Church Street, thành phố Lowell, 978-710-6237. Nếu không may bạn gặp tai nạn giao thông, hãy đến ngay cho bác sĩ Hàn Thanh Lâm khám và điều trị, đừng để nguy hiểm về sau. Ở đây sẽ giúp bạn làm giấy tờ từ A tới Z, dù lỗi hay phải. Ở đây nhận tất cả các bảo hiểm xe, Blue Cross, Blue Shield, Medicare và hầu hết các bảo hiểm khác. Và ở đây có chăm cứu với thạc sĩ Nương Ai Phan. Bạn hãy gọi ngay cho bác sĩ Hàn Thanh Lâm 617-282-2922 tại 990 Dorchester Avenue, Dorchester, MA 02125. Vina Auto uy tín tận tâm với anh thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Dorchester trong khu phố Việt Nam. Đến với Chris My Dental, văn phòng nha sĩ Anh Phi Nguyễn tọa lạc trên số 235 Quincy Avenue, thành phố Quincy. Chúng tôi là văn phòng nha khoa tổng quát cho người lớn và trẻ em với đầy đủ các dịch vụ trồng răng, lấy gân máu, niềng răng và mọi dịch vụ nha khoa. Ngoài ra, chúng tôi còn có các dịch vụ thẩm mỹ như căng da mặt, làm mất nếp nhăn với các thiết bị và máy móc tối tân. Chúng tôi nhận tất cả các loại bảo hiểm y tế, đảm bảo quý vị sẽ hài lòng khi đến với Chris My Dental. Mọi chi tiết xin liên lạc nha sĩ Anh Phi Nguyễn qua số 617-479-8400. Hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Ơi, em muốn ăn bánh mì. Trời ơi, con em này. Địa chỉ 2 tới 3 lẻ, tọa lạc trên số 1052 Dorchester, khu phố Người Việt. Bánh mì được sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston. Nhà hàng rộng lớn, khang trang với các món ăn thuần túy Việt Nam được sản xuất hàng ngày. Ngoài ra, ba lẻ còn có thêm tất cả các loại nước giải khát được làm từ trái cây tươi. Đặc biệt, nước mía được xây hoàn toàn từ mía tươi. Chúng tôi nhận đặt tiệc cho các buổi tiệc gia đình và cộng đồng người Việt với giá cả phải chăng. Đến với ba lẻ để được thưởng thức một món ăn ngon đậm chất quê hương Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc bánh mì ba lẻ số 1052 Dorchester, số phone 617-265-7171. Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Đường tọa lạc trên con đường Adam với đầy đủ máy móc tối tân. Nha sĩ Đinh Thị Quế trên đường Adam trong khu phố Dorchester. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm phở Buster nằm trong khu phố Boston. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston.